Rồi hiện tại em đang lên bò giao khách nè cô chú chị. Đó lên bộ mẹ con nè ha, bộ mẹ con với con bò gu 13 triệu đó. Đó bò này em giao về Đồng Nai cô chú chị. Đó bộ mẹ con nè, bộ mẹ con bữa em đăng 32 triệu nè. Đó với con bò gu ha, gu tàn. Rồi. Rồi để tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị hình ảnh của cặp đực lỡ ha. Đó thì cặp đực này thì 11 12 tháng tuổi rồi cô chú chị. Đó một con bò bê và một con pháp kem ha. Đó thì bò này chân móng hoàn thiện nè, không ốp xe là xuống rúng ruột gì. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng cặp được lỡ này cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó em nay hai con bò này dữ dằn luôn cô chú chị. Bò bê nè. Đó trước nhất con bò bê ha, con bò bê thì em nó hết biết con bò bê luôn. Đó thì cặp đực này thì em chủ nhà bán giá là 42 triệu. Đó 42 triệu là bao ship cho bà con mà tới nhà luôn trong vòng 28 số. Đó thì bà con nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Còn em nói con bò bê tướng tá dáng dốc cặp mình, con này em nói nó nuôi sao con này. Đó, khỏi nói tướng tá cấp mình của con này đi cô chú chị. Đó bò thì 11 12 tháng tuổi rồi. Chiều cao thì hai con này dao động ngang ngang nhau luôn. Chiều cao là 1m32 tới 33 bò. Đó chiều cao là 1m32 tới 33 bò phía sân khu của chú chị. Đó nói chung thì đá nó đứng nhóm nhóm rùng rùng mình ha. Đó thầy hai con chân móng hoàn thiện không ổ xe là xuống ruột gì. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tuần hình. Đó thì cặp đực tiền thì chủ nhà bán giá là 42 triệu. Đó 42 triệu là bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn trong vòng 28 số. Đó thì bà con mình thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ em ha. Nhưng mà em nói con bò bê thì thôi hết biết luôn cô chú chị ơi, cái dàn đòn của nó. Nói chung thì mấy con bò này hiện tại đang sức lớn của luôn rồi. Đó con bò bê dàn xương sóc nè cô chú chị thấy không? Đó xương sóc là xương sóc cấu luôn cô chú chị. Đây chân trước chân sau nè. Con bò bê xương sóc này hết biết luôn. Đây nè, đít nè. Dài nè. Rồi con cái thì cái dàn đòn nó thì hết nó nổi luôn, mặt này con mặt mày này cô chú chị. Đó con bò bê này thì dàn sừng ha, còn con bên con kem thì đột trụi. Nhưng em thấy con bò bê cái dàn đòn nó thật thối nấu luôn cô chú chị. Đó. Giá là 42 triệu. Đó 42 triệu là bao ship cho bà con mình tới nhà luôn trong vòng 28 số. Đó thì bà con mình nếu mà ưng thì mình tua tới tua lui mình xem cho kỹ đi. Thế này, con bò bê dàn đòn nè. Đó em nói bò chiều cao 1m30 mấy bò là cao lắm, to lắm cô chú chị. Đó 1m30 mấy bò là bò to lắm. Đây còn con phép kem nè. Hai con này thì chiều cao dao động ngang ngang nhau luôn. Đó đây tướng đó, chân móng chân cẳng đứng thẳng rẳng ha. Đây con kem này thì nói chung thì cũng pin lực, nhưng mà nói chung thì so với con bò bê thì nó không lợi cô chú chị. Đó so với con bò bê thì nó không lợi, chung thì cũng đây chặt chội quá, quay cũng hơi khó khăn thì bà con mình chịu khó em xem kỹ giùm em ha. Đó thì còn cái con pháp kem nè. Đó con pháp kem này thì cái lưng của nó hơi quằn nhẹ cũng chị, nó hơi quằn nhẹ ha, thì nói chung thì em quay thực tế có sao em báo vậy à? Nhưng mà được con cái thì xương chân cẳng xương sóc thì rất to. Đó chân cẳng xương sóc thì rất to của chú chị. Đó ăn tiện cái con bò bê này hết biết. Đó, cái dàn đòn của nó khỏi nói luôn, tướng tá cấp mình. Đó, lỡ bò rồi. Đây còn con kem nè. Đó thì hai con này giá là 42 triệu, 42 triệu là bao ship cho bà con mình tới nhà luôn. Đây con kem mặt mài nè. Đó chân móng nè. Thì hai con này thì nói chung thì hiện tại đang sức lớn của nó luôn cô chú chị, hiện tại thì đang sức phát của nó luôn. Đó. Đây hiền dai nè. Dài chân cẳng nè. Đó chân cẳng đứng thẳng rẳng ha. Qua đây chặt coi. Được con cái con bò bê rất bắt mắt luôn của chú chị. Đó con bò bê hết biết luôn. Đó thì bà con nào ưng thì mình xem tới xem luôn cho kỹ đi. Đó nói chung thiệt ưng mình nó mua ha. Đó thì trước khi hình em cũng thương lượng xét giá bà con mình hết rồi. Đó thì bà con mình thấy giá cả hợp lệ thì mình mua về nuôi dỗ béo thêm ha. Đó, đang sức lớn luôn. Đó cặp đực này giá là 42 triệu. Đó 42 triệu là bao ship cho bà con mình tới nhà luôn trong vòng 28 số. Đó thì bà con nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại của mình lên. Đó thì nói chung thì đi toàn ghép xe không có chứ vậy. Bà con nào ưng thì mình xem tới xem lui cho kỹ đi. Đó nói chung thiệt ưng mình đã mua ha. Thì bà con mình bỏ ra mấy chục triệu để mình mua cặp bò về làm giống mà mình giống sinh sản đó, hoặc mình nuôi vú béo thì bà con mình có quyền lựa. Đó mình lựa tới lựa lui cho kỹ đi. Nào giá cả hợp lệ thì mình mua ha. Còn giá cả không lệ bà con mình đợi kiếm cặp khác ha. Đó thì hình ảnh về giá cả của cặp đực ba b này, ý cặp đực lỡ này em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị rồi.
đó thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tầm hình đó, giá là 42 triệu là bao ship cho bà con tới nhà luôn, trong vòng 28 số nha. Rồi để bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay, thì gửi cô chú chị hình ảnh của bộ mẹ con ha. Đó, con mẹ thì con mẹ bô xin này cô chú vậy, con này con được kem đó, thì con mẹ này thì hiện tại đang giữ con được kem này thì lứa thứ ba này cô chú vậy đó, con thì được 4 tháng ha, đó con thì 4 tháng tuổi cô chú vậy, nhưng mà nói chung thì đẻ con rất mắc sữa luôn, con thì rất pin lực luôn cô chú chị. Đó thì bộ mẹ con này thì chủ nhà bán giá là 24 triệu, đó 24 triệu là bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn, trong vòng 28 số ha. Đó thì bà con nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tầm hình. Đó, mẹ con thì chân móng hoàn thiện nè, không ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì cô chú chị. Đó thì nói chung thì mai là xe em đi về hướng của Vĩnh Long. Đó là Vinh Vĩnh Long rồi, thì bà con nào mới dùng đốt, mới dùng lân cận thì mình sẽ gấp xe luôn cho bà con mình đỡ tiền phí xe ha. Đó thì con mẹ này thì chiều cao nó dao động khoảng 1m3 bò tới về cô chú chị. Đó, chiều cao là dao động khoảng 1m3 bò tới về. Còn con đực thì chiều cao là 1m7 là 8 bò rồi. Đây, nhưng mà em nói con thì rất mát sữa luôn. Đây thì mặt mày mẹ nói với con nè. Đó, con mặt mày này cô chú chị, lưng đít thì khỏi nói luôn, như rất mát sữa ha. Đó mẹ nè, mẹ mặt mày nè. Mẹ thì sẽ mặt sẽ lưng nghiêm chỉnh ha. Mẹ thì quan sát sẽ mặt sẽ lưng nghiêm chỉnh cô chú chị. Đó sẽ mặt sẽ lưng nghiêm chỉnh nè. Thì đối với những bộ mẹ con mà để rồi thì bên em bán sẽ bao lội của chú chị từ vòng 3 tháng đó, nếu về có lú hí trục trặc thì bên em không bò về đó, hoàn tiền bò tiền xe đủ cho cô chú chị mình luôn ha. Đây con thì bằng chân móng nè cô chú chị, đó chân móng nè, chân trước chân sau là đít nè, nếu con hết biết cái dạng đít luôn cô chú chị. Đây con nè, nở dày nở nè, con nó này chung giờ cũng 10 mấy triệu rồi đó, 10 mấy triệu rồi cô chú chị. Mẹ chân móng nè, đây rúng nè, ở chân trước ha. Mẹ thì nói chung thì cũng nằm về tàn nhì rồi cô chú chị, nó dao động khoảng 1m3 bò tới về ha. Mẹ thì em quan sát thì liền một màu luôn đó, không lan không đốm gì ha. Đây vú nè, mẹ thì em quan sát vú thì 4 vú đó, nhưng mà cái thì nói chung thì mẹ thì cũng nhỏ nhỏ con, nhưng mà để ăn con ra rất mát sữa luôn cô chú chị. Đó giá là 24 triệu, 24 triệu là bao ship cho bà con tới nhà luôn, trong vòng 28 số. Đó thì bà con nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại tầm hình. Đó thì bà con nào ưng thì mình xem tới xem lui cho kỹ đi. Đó nói chung thì ưng mình nó mua ha. Đó tướng tá cấp mình. Đó cũng còn rất mát sữa luôn. Đó. Đây tướng tá cấp mình đích. Đó nhìn đích thì khỏi nói luôn cô chú chị. Đó đích nè. Cấp mình chân móng nè. Đó thì bà con nào ưng thì mình xem tới mua cho kỹ đi. Đó, nói chung thiệt ưng mình nó mua ha. Đó thì cực kỳ hình ảnh cũng thương lượng trước giá bà con mình hết rồi. Đó tướng tá cấp mình chân móng nè. Đó mặt mày nè. Đó mẹ con về em có 24 triệu à. Đó 24 triệu là bao ship luôn. Đó thì bà con nào ưng thì mình xem tới xem lui cho kỹ đi. Đó nói chung thiệt ưng mình nó mua ha. Thì trước khi hình ảnh cũng thương lượng trước giá bà con mình hết rồi. Tướng tá cấp mình nè. Đó chân móng nè. Đó phần dai nè cô chú vị, con đực em nói đẻ con rất mát sữa luôn. Đó. Con mình đừng nhìn xem tới xem lui cho kỹ đi. Đó nói chung thì đó thì hình ảnh về giá cả của bộ mẹ con này em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị rồi. Cô chị nào thấy ưng bộ mẹ con này cứ liên hệ số điện thoại với tình hình. Đó, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị điện trực tiếp ha. Rồi để bây giờ tiếp tục video ngày hôm nay.